Xin chào các bạn, mình là Maria Lê. Rất vui khi gặp lại các bạn trong kênh YouTube LeLe Succulent USA của mình. Hôm nay mình sẽ đổi chậu cho các em này. Mình đổi qua chậu đẹp hơn các bạn. Đẹp luôn. Mình tắt em này ra làm hai các bạn ơi. Đây là hai bé mà mình nhân giống bằng lá đây các bạn. Wow, quá trình đẹp luôn. Lúc mình cầm nó còn nhớ xíu xíu. Những sự quen thường thấy rất là dễ cầm.
rưỡi mình thay chậu cho các em đi các bạn. Rất là đỏ đẹp luôn. Cây này là lúc mà ươm lá là nó đã đỏ rồi các bạn. Xinh ơi là xinh. Éo chờ quên. Sen muỗng các bạn. Tiên. Cây này nó mới hồi phục lại thôi các bạn ơi. Cái bữa nó teo tóp luôn. Bỏ hết đất nó teo luôn. Còn đây hai bé nữa. Này mấy cái lá hai cẩu đây các bạn. Cũng lên con rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video